Xin kính chào anh chị khách hàng. Video này Giang xin chia sẻ và phân tích chi tiết về mặt bằng tầng, mặt bằng căn tại các tháp của dự án Westgate để cho anh chị khách hàng dễ dàng có sự lựa chọn tốt hơn và phù hợp với nhu cầu sở hữu căn hộ tại dự án Westgate của anh chị khách hàng và gia đình của mình. Vâng, thì dự án Westgate được chia làm 4 tháp. Tháp đầu tiên là tháp A hay còn gọi là tháp Danip, tháp B gọi là tháp Sin, tháp C gọi là tháp Thêm và tháp D là tháp Mekong. Thì sau đây Giang sẽ trình bày lần lượt tất cả các tháp về chi tiết thiết kế mặt bằng của từng tháp và chi tiết thiết kế mặt bằng căn của từng tháp luôn. Bây giờ mình bắt đầu di chuyển vào tháp A để mình tìm hiểu anh chị khách hàng nhé. Trước khi tìm hiểu về thiết kế chi tiết của tháp Danip thì Giang xin sơ lược qua một vài thông tin để anh chị khách hàng cùng nắm rõ hơn về cái tháp này. Thì tháp Danip được xây dựng làm 20 tầng. Tầng 1, tầng 2 là những căn trung tâm thương mại, shop house và những căn terrace anh chị khách hàng nhé. Tầng căn hộ là từ tầng 3 đến tầng 19 và tầng 20 là tầng thượng anh chị khách hàng nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết vào thiết kế mặt bằng tầng của tháp Danip. Thì nhìn trên mặt bằng tầng á, thì anh chị khách hàng thấy cũng rất là rõ ràng ha. Thì tháp Danip của chúng ta được chia làm hai khối, khối Danip 1 và khối Danip 2. Khối Danip 1 thì có tổng cộng là 14 căn. Khối Danip 2 thì có tổng cộng là 17 căn. Tổng cộng số lượng căn của hai khối của chúng ta là 31 căn. Chủ đầu tư An Gia họ chia làm 5 option căn hộ. 3 option dành cho loại căn 2 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh và 2 option dành cho loại căn 3 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu qua 3 option của căn 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh anh chị khách hàng nhé. Thì option đầu tiên á, là loại căn được ví như là best seller của tháp Danip này luôn, đó là căn 59m² anh chị khách hàng nhé. Và căn 59m² của chúng ta là chiếm số lượng là 70% số lượng căn trên cùng một mặt bằng tầng. Với tổng số căn là 21 căn, 10 căn nằm ở khối Danip 1 và 11 căn nằm ở khối Danip 2. Và option thứ hai của chúng ta đó là loại căn 69.72m². Thì tổng số lượng căn của diện tích này là 4 căn, 2 căn nằm ở khối Danip 1 và 2 căn nằm ở khối Danip 2. Thì 4 căn này là 4 căn gọi là được anh chị khách hàng lựa chọn khá là nhiều. Tại vì 4 căn này được thiết kế dạng là căn gốc luôn anh chị khách hàng nhé. Và cái loại căn thứ 3 với thiết kế 2 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh mà Giang muốn nói đến, nó vô cùng đặc biệt. Và loại căn này chỉ nằm ở tầng 17, 18 và 19 thôi. Và mỗi tầng chỉ có 2 căn và mỗi căn nằm ở mỗi khối Danip 1 và Danip 2. Đó là căn diện tích 74.72m². Đây, như trước mặt anh chị khách hàng thấy đây là thiết kế của căn 74.72m². Căn này thì thiết kế gọi là giống như là căn 69.72m², nhưng mà nó được dôi ra cái phần diện tích khoảng lô gia sân vườn á, thì anh chị có thể trồng được một số cây cảnh trong khu vực này, hoặc là anh chị có thể làm nhà kho, hoặc là mình có thể chứa đựng rất nhiều vật dụng trong khu vực dôi ra cái phần diện tích này anh chị khách hàng nhé. Bây giờ chúng ta đi vào cái loại căn 3 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh. Thì với cái loại 3 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh thì chủ đầu tư An Gia họ cho chúng ta 2 option để chúng ta có sự lựa chọn. Đối với những anh chị nào mà tài chính dư giả, muốn sống một cuộc sống VIP hơn, đẳng cấp hơn, sở hữu một không gian tốt hơn, thì anh chị có thể chọn cho mình một cái căn hộ diện tích 113.42m² và đây là căn hộ VIP nhất của tháp Danip luôn
trong tháp đa nếp này chỉ có một căn duy nhất mỗi mặt bằng tầng anh chị khách hàng nhé. Thì cái căn này nằm ở khối đa nếp 1. Với thiết kế của căn hộ này thì chủ đầu tư An Gia họ cũng làm cho mình một cái căn hộ mẫu rất là đẹp, rất đẳng cấp. Những anh chị khách hàng nào muốn mua cho mình một căn 3 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh thì khi di chuyển vào trong nhà mẫu An Gia Gallery và được chiêm ngưỡng tận mắt xem qua cái căn hộ này thì đều ra quyết định rất là nhanh để sở hữu căn hộ như vậy. Và bây giờ chúng ta đi tiếp theo cái option thứ hai. Thì option này cũng là option 3 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh, nhưng với diện tích nó sẽ nhỏ hơn, dành cho những cái gia đình có số lượng đầu người đông nhưng mà tài chính eo hẹp hơn một tí nhưng vẫn muốn sở hữu căn 3 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh. Thì chủ đầu tư An Gia rất là tinh tế khi mà ra cái option này chỉ với 85,42 mét vuông thôi, nhưng vẫn thiết kế được một cái không gian tối ưu về số lượng phòng ngủ cho những gia đình đông đảo nhé. Thì với cái option 85,42 mét vuông này á, thì trên cái tháp đa nếp của chúng ta có tổng cộng là 5 căn. Thì có một căn nằm ở khối đa nếp 1 và 4 căn nằm ở khối đa nếp 2, cũng đáp ứng được rất là nhiều nhu cầu của những cái gia đình đông đúc anh chị khách hàng nhé. Và đó là 5 option căn hộ đáp ứng được rất là nhiều nhu cầu cho nhiều dạng gia đình khác nhau, từ những cái gia đình trẻ mới lập gia đình đến những gia đình đông đúc, đến những người muốn sở hữu một không gian rộng rãi để mà tận hưởng cuộc sống. Giang cũng như chủ đầu tư An Gia mong muốn là mang đến những cái giá trị tốt nhất cho những anh chị cư dân tương lai sở hữu căn hộ tại dự án Westgate.